hát xoan, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nét đẹp văn hóa đặc trưng miền Trung Du đất Tổ là một loại hình dân ca cổ được sản sinh từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc. Vì thế, những làn điệu hát xoan hấp dẫn người xem không chỉ ở nội dung mà cả ở hình thức diễn sướng. Chính những yếu tố đó đã tạo cho hát xoan một giá trị nghệ thuật độc đáo mà không phải loại hình dân ca nào cũng có được. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nét Việt Story. Thưa quý vị, Phú Thọ tự hào là mảnh đất thiêng, mảnh đất gắn liền với rất nhiều những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Một trong số đó có làn điệu hát xoan, một loại hình diễn sướng dân gian độc đáo mang đậm đà bản sắc văn hóa của vùng Trung Du đất Tổ. Ngày hôm nay, trong chương trình Nét Việt Story, tôi muốn mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đến với phường Xoan An Thái và gặp gỡ với nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch để tìm hiểu về làn điệu hát xoan. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch đã dành thời gian cho chương trình Nét Việt Story của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, xin chào khán giả truyền hình. Thưa nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, chắc chắn là có rất là nhiều khán giả truyền hình cũng giống như tôi đang muốn tìm hiểu nhiều hơn về nguồn gốc của hát xoan. Nghệ nhân có thể chia sẻ với khán giả nhiều hơn được không ạ? Nguồn gốc của hát xoan có từ thời vua Hùng dựng nước. Vua đưa quân đi đánh giặc, khi thắng trận trở về, vua đi qua, đưa quân đi du xuân, đi đến làng An Thái, xã Phụng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thì vợ vua đau bụng, nhưng bà đau rất lâu không sinh nở được. Có một người hầu tâu rằng trong làng lũy tre xanh này có một người con gái tên là Quế Hoa, múa dẻo hát hay. Nhà vua mừng rỡ cho mời Quế Hoa đến hát để mua vui cho bà đỡ đau. Đúng quả thật, hát đến đâu thì vợ vua an thai đến đó. Nhà vua mừng rỡ liền đặt tên cho làng An Thái chúng tôi bây giờ gọi là làng An Thái xưa kia, và đón Quế Hoa vào cung. Đi từ An Thái, đi qua Kim Đức đến Cao Mại, thì bà sinh nở ở đó. Và hiện nay nhân dân xã Cao Mại, huyện Lâm Thao đang thờ con vua Hùng, và hàng năm vẫn cứ đón phường Xoan An Thái của chúng tôi sang bên đó hát thờ con vua Hùng. Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, có thể nói là hát xoan đã gắn liền với nguồn gốc của thời vua Hùng Vương dựng nước. Nhưng với từ hát xoan thì nhiều người sẽ thắc mắc tại sao mọi người lại gọi với cái tên là như vậy. Hát xoan tức là hát về mùa xuân thì gọi là hát xuân. Nhưng vì tên húy của người cho nên không dám gọi là hát xuân mà phải gọi lấy sang là hát xoan. Đó là lý do là như thế, cho nên là chúng ta phải gọi là hát xoan ạ. Thưa nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, vậy thì điều đặc sắc nhất trong làn điệu hát xoan của mình là gì ạ? Hát xoan ấy thì là một cái loại hình nghệ thuật nó vô cùng độc đáo. Hát múa tức là miệng hát, tay uốn, chân nhón, mắt đưa. Đó là cái loại hình nghệ thuật độc đáo vô cùng đối với vùng đất Tổ. Và trong hát xoan ấy thì nó chia làm 3 chặng hát. Chặng thứ nhất là hát nghi lễ, chặng thứ hai là chặng hát các quả cách, và chặng thứ ba là chặng hát hội. Chặng thứ nhất, hát nghi lễ và chặng hát các quả cách được trình diễn tại lòng đình, và chặng thứ ba là chặng hát hội thì trình diễn ngoài sân đình. Hát xoan hay còn gọi là ca xoan thường diễn ra vào mùa xuân, được hát ở cửa đình. Vì vậy hát xoan còn được gọi là khúc môn đình. Mỗi dịp Tết đến xuân về, tại 17 cửa đình của các phường xoan kết nghĩa lại rộn lên giọng hát của các đào, kép. Phú Thọ hiện có 4 phường xoan. Tên của các phường xoan gọi theo làng, đó là các phường An Thái, Kim Đới, Phủ Đức và Thét. Với hình thức hát ở cửa đình, nhưng khác với ca trù, hát xoan có sức lan tỏa mạnh mẽ nhờ tục kết nghĩa. Tục kết nghĩa giữa các phường xoan giúp các nghệ nhân du nhập nhiều loại hình nghệ thuật của các quan viên và các trai làng sở tại vào nghệ thuật của mình. Nhờ vậy mà hát xoan có thêm nhiều điệu nhạc, trò múa,
đồng thời cũng hội nhập sâu hơn vào đời sống văn hóa cộng đồng sở tại. Đến với hát xoan Phú Thọ là đến với hình thức diễn xướng dân gian tổng hợp, được kết hợp hài hòa giữa yếu tố thơ, nhạc và múa. Cùng với âm nhạc, nghệ thuật múa trong hát xoan cũng giữ vai trò quan trọng, đưa hát xoan ra khỏi loại hình ca hát thuần túy để trở thành loại hình diễn xướng dân gian. Mỗi điệu múa trong hát xoan đều thể hiện khía cạnh khác nhau của cuộc sống và được bắt nguồn từ lao động sản xuất. Xoan ghẹo là một trong những cái hình thức âm nhạc cổ nhất, lâu đời nhất. Không phải toàn diện nó đều cổ nhất, nhưng trong cái xoan ghẹo ấy nó có rất nhiều những điệu hát cổ. Mà những điệu hát cổ đấy người ta chứng minh bằng âm nhạc, tức là những điệu hát ít âm nhất. Điều thứ hai là âm nhạc xoan ghẹo đã đóng góp cho cái nền âm nhạc Việt Nam một cái hình thức hát sướng xô rất quan trọng. Đấy là lối hát ở trong cái xin huê. Thứ ba là trong xoan ghẹo đóng góp vào cái kho tàng múa của người Việt và múa của Việt Nam, một cái hình thức múa vòng tròn, người ta gọi là hình thức múa hướng tâm. Hát xoan mở đầu bằng chặng hát nghênh thần. Đây là nghi thức hát để khẩn nguyện và thỉnh mời vua đại vương cùng các thần linh về giáng tọa, ban ơn cho dân làng, cho phép con dân vào hội hát. Bốn dòng hát lề lối ở chặng hát này gồm giáo trống, giáo pháo, thơ nhang và đóng đám. Sau chặng hát nghênh thần là hát quả cách. Hát xoan có 14 quả cách, ứng với 4 nội dung chính, gồm những câu chuyện về các nhân vật huyền thoại có liên quan đến tục hát thờ thần của xoan. Tiếp theo là những cảm xúc có tính khuôn mẫu của nhà Nho về 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Nội dung thứ 3 là ca ngợi thứ dân, nông, sĩ, công, hương. Và cuối cùng là ca ngợi cuộc sống tự do, phóng khoáng trước 4 nghề chính: ngư, điều, canh, mộc. Mỗi quả cách là một tiết mục múa hát tổng hợp được biểu diễn liên hoàn với sự tham gia của đào và kép. Có thể nói là hát xoan đó là sự tổng hòa của rất là nhiều yếu tố khác nhau như là thơ này, nhạc, múa và hát. Như vậy thì trong các làn điệu hát xoan của mình thì chắc chắn là với nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch cũng giống như là phường xoan An Thái, cũng giống như rất là nhiều những phường xoan khác của tỉnh Phú Thọ, gặp phải những cái khó khăn gì trong việc mình thể hiện nó? Chúng tôi rất là may mắn là nơi có nguồn gốc của hát xoan, chúng tôi vẫn âm thầm gìn giữ trong lũy tre làng và vẫn hát vào những ngày mùa xuân, mùng 1 Tết, mùng 10 tháng 3, mùng 9 tháng 9 để tri ân công đức tổ tiên, và chúng tôi hát múa tại đình An Thái và các đình khác. Cho nên chúng tôi thấy là hát xoan nó rất kể là khó, nhưng mà ngược lại thì nó rất dễ ở cái điểm là trong hát xoan cái đạo cụ chỉ có trống và phách. Thì khi tiếng trống cất lên thì tất nhiên lời hát là được hát và được múa theo, vừa hát vừa múa theo nhịp trống và nhịp phách, chứ không cầu kỳ xa hoa phải các dàn nhạc khác. Thế nhưng chỉ trống và phách thôi đã tạo lên một cái dàn nhạc, một cái âm hưởng nghe rất là hay, rất thấm thía với tất cả những khán giả đã được nghe xoan. Tôi được biết là trong hát xoan thì được chia ra rất là nhiều những hình thức hát và biểu diễn khác nhau. Nghệ nhân có thể cho tôi biết được nhiều hơn về các hình thức hát xoan và sự khác nhau giữa các hình thức này như thế nào? Vâng, các hình thức hát xoan thì cái hình thức thứ nhất, tức là cái chặng thứ nhất là hát là thuộc nghi lễ. Thì trong hát nghi lễ đó thì có hát nhập tịch mời vua, giáo trống, giáo pháo, thơ nhang, đóng đám. Đó là cái chặng hát thứ nhất là thuộc nghi lễ. Khi châm hương lên là chúng ta sẽ hát với nghiêm túc như vậy. Chặng thứ hai là chặng hát các quả cách, thì trình diễn 14 quả cách đó để mô phỏng lên và cho người dân của đất với con em đất Việt là hát để cầu chúc và ước nguyện. Thì hai cái phần này, hai cái chặng hát này là được trình diễn ở Long Đình. Và cái chặng hát thứ ba là chặng hát hội để dành riêng cho, đó là cái chặng đó là hát là hình thức trao duyên của các trai làng sở tại với các cô gái đào xoan. Nó mang cái tính chất trao duyên tình tứ đó, nhưng nó mang một cái âm hưởng
màu sắc tuyệt vời của cái hát xoan, mô phỏng lên đời sống thường ngày và những công ăn việc làm của cư dân trồng lúa nước. Tìm về với phường xoan An Thái những ngày đầu xuân, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp và cảm nhận được những làn điệu xoan da diết, mặn mà. Ở nơi đây có những con người tâm huyết, một lòng gìn giữ và phát triển những làn điệu hát xoan truyền thống trên quê hương đất tổ. Khung cảnh yên bình của một làng quê trở nên thật thân thương và gần gũi. Lớp học hát xoan của nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, người phụ nữ đã dành cả cuộc đời gắn bó với những làn điệu xoan cổ, với một mong muốn truyền dạy cho các con, các cháu những điệu hát xoan đầy tự hào. Chỉ đơn giản và mộc mạc vậy thôi, nhưng những giai điệu mượt mà ấy, sâu lắng ấy sẽ ngấm vào tâm hồn những đứa trẻ này cho đến khi các em khôn lớn. Và cũng chính các em sẽ là những thế hệ tương lai tiếp nối, gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của làn điệu hát xoan cổ, để những làn điệu xoan sẽ còn sống mãi với thời gian. Vâng, vậy thì tò mò một chút, tôi không biết là với nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch thì nghệ nhân đã biết hát xoan từ khi nào ạ? Tôi đã biết hát xoan từ năm 13 tuổi. Với cái lý do là gia đình nhà tôi rất là may mắn, sinh ra trong một cái gia đình có cái truyền thống hát xoan. Ông nội tôi là Nguyễn Văn Triều, trước đây là trùm hát. Và sau đó là bố tôi là Nguyễn Tất Thắng, cũng là trùm hát. Và đến đời tôi là đời thứ ba, là con gái duy nhất của vùng đất tổ, lại là trùm hát. Vâng, thưa nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, chắc chắn là tôi cũng giống như khán giả truyền hình đang rất là muốn được thưởng thức làn điệu hát xoan truyền thống. Và bây giờ thì mời nghệ nhân có thể cho tôi và khán giả truyền hình được lắng nghe những làn điệu hát xoan này không ạ? Tôi xin hát, tức là cái quả cách, tức là hát quả cách tràng mai cách, để tôi hát là mừng vua, cho nên tôi sẽ hát một trích một đoạn cả kép và cả đào. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch đã dành thời gian chia sẻ cùng Net Việt Story ngày hôm nay. Và qua những cái chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch thì chắc chắn khán giả truyền hình đã hiểu hơn về những làn điệu hát xoan của tỉnh Phú Thọ. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi đã được nghe nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch hát những làn điệu hát xoan rất là mượt mà, đầm thắm. Và tôi cũng muốn mời quý vị và các bạn hãy cùng về với quê hương Phú Thọ, về với cội nguồn để lắng nghe những làn điệu hát xoan cổ của từ thời Hùng Vương. Còn đến đây thì thời lượng của chương trình Net Việt Story đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.